Hello, Vertigo và hôm nay tớ sẽ chơi game mới nha các bạn. Game người ta sáng tác. Game người ta sáng tác là game nào ta? Để tớ xem coi. Đây, game mới, mấy game mới nè. Hôm nay tớ sẽ chơi game Sniper Shot Butter. Gì? Shot Butter Tam. Thử coi nó có hay không nha các bạn. Rồi, có zombie nữa kìa. Minecraft hàng fuck kìa. Ôi trời ơi, Minecraft fuck. À, thì ra là vậy nha các bạn. Ồ, thì ra là vậy hả? Sao nó bắn cái kiểu gì luôn á các bạn? Tập 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 à, dẫn ra game kia. Level 1 thử coi. À, ủa, có thằng ở trên kia rồi, đây rồi. Quá chuẩn. Sao đó giờ anh thấy mình súng sniper, ủa không biết cái đó là cái gì, ta để ta đi lại rồi. Để tao bắn một kích chết hai thằng được không nha. Để coi nhảy được không. Nhưng mà nhảy cũng đúng cao nha các bạn. Chết hai thằng được không. Chà. Ủa đây đây đây. Một kích ít hai thằng luôn. Cầm súng sniper lên bắn. No terror to shot. Chuyên gia bắn tỉa mà bắn thụt. Múa 3D. Ủa. Rồi, để chiếc con kia nữa nha. Cái shot mày luôn à. Tớ phải leo lên kia leo. Ok, tớ biết cách leo rồi. Phi bản của người bắt cua. Ui, ôi dồi. Rồi, xong luôn, nó mỏng manh quá các bạn ơi. Cho ta đi. Mi không cho ta đi, ta giết á. Còn một người nữa, tớ phải bắt cô nữa. Trên đây em bắt được không nha. Ba bờ lóc hả. Không bắt được trên đây á bạn ơi. Tớ sẽ đi thẳng ra. Bắt một tí thôi. Rồi đi qua đây rồi. Tớ sẽ rớ mà. Ba bờ lóc đó. Nó đâu rồi? Chết sọt luôn rồi.
gosh. Cái này các bạn rất là tu nhanh nha các bạn. Còn tôi nhiều. Hơi bị khó. Body. Low body. Các bạn hẹn gặp lại các bạn lần